cả mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại video của Lành ngày hôm nay. Hôm nay mình sẽ tiếp tục ra cho các anh chị em mình một mẫu vi sành đang rất là hạ giá trong thời điểm hiện tại luôn nha anh em. Bên cạnh mình đây là mẫu xám xi măng phiên bản thể thao bánh lớn 16 inch cho mọi người. Đây là đang có mức giá chỉ từ 41 triệu đã bao gồm VAT rồi. Mình ra biển số ở đâu thì cứ bình luận bên dưới hoặc là nhắn vào Zalo của Lành để Lành hỗ trợ cũng như là báo biển chính xác cho các bạn cụ thể về nơi ở của mình ha. Hiện tại thì bên mình có đầy đủ tất cả màu sắc cho mọi người chọn lựa từ màu xin của nhà máy nè. Và bên cạnh mình đây là màu 3D nha mọi người. Mức trả góp của dòng Vision này chỉ tầm khoảng 3 cho tới 4 triệu là mình đã lên hồ sơ được rồi nha. Các bạn có càng nhiều thì càng tốt nha các bạn. Thủ tục mua góp thì chỉ cần có căn cước công dân, bằng lái xe, bảo hiểm y tế. Mình có càng nhiều giấy tờ thì mình mang lên cửa hàng mình làm cái gói ưu đãi cho các bạn. Hiện tại thì mình sẽ sơ lược qua mấy cái dòng xe Vision hiện tại đang có mặt ở chỗ showroom của mình ngày hôm nay ha. Bên cạnh mình đây là con 3D nha mọi người. Màu này là màu xanh biển nha. Màu xanh kiểu như nó sáng hơn một xíu á. Nó được trang bị khóa smart key lên từ phiên bản cao cấp nha. Nếu như mà các bạn muốn lên màu sơn theo ý thích thì chỉ tầm khoảng từ 2 triệu là mình đã lên màu sơn xe cho các bạn rồi ha. Lên từ phiên bản nào cũng được hết nha. Tùy theo nhu cầu và mong muốn của khách hàng thì mình có hỗ trợ lên hết. Mình có hỗ trợ lên kính kiểu hoặc là một số phụ kiện chơi xe cơ bản cho các bạn cho tới cao cấp luôn ha. Động cơ được trang bị động cơ 110 phân khối và được trang bị khóa chìa và thao khóa thông minh luôn nha các bạn. Đây là phiên bản cao cấp, phiên bản màu trắng nha. Nó sẽ có phiên bản thêm màu đỏ nữa. Cao cấp nó sẽ có hai màu, màu trắng và màu đỏ. Giá chỉ từ 35 triệu là đã bao gồm VAT rồi. Biển số mình ra ở đâu thì các bạn cứ bình luận bên dưới để mình hỗ trợ ha. Mà bản cao cấp này thì nó khá là nổi bật rồi. Mà mấy màu này thì chị em thường là ưa chuộng nhất màu trắng và màu đỏ các bạn. Giá cũng hợp lý, phù hợp cho mọi lứa tuổi luôn ha. Cốp của dòng xe này thì nó cũng khá là rộng rãi rồi, phù hợp với các chị em mình. Nó sẽ có hộc để đồ cho mình nè, có cổng sạc điện thoại luôn nha. Vision thì được trang bị cái mặt đồng hồ là mặt đồng hồ cơ nha mọi người. Khóa smart key. Và tiếp sau đây cũng là bản màu 3D nha. Mình có lên lại màu cho các bạn tham khảo thử. Đây là màu kiểu như xám xi măng nhưng mà nó đậm hơn á. Mình có lên cho cái con này là cái mỏ dè trước nè, cái mặt nạ nè, mỏ dè nè, và thảm để chân và cũng như là carbon và cái che bô nữa nha các bạn, gương nữa. Mình có lên màu theo ý thích cho các bạn nha. Các bạn cứ bình luận bên dưới để mình ra những video cũng như là báo giá chính xác cho các bạn. Nếu như mà các bạn cần đây là màu tím, màu iPhone 14 nha các bạn. Màu này mình cũng đã lên lại từ phiên bản cao cấp nha. Các bạn thích khóa chìa thì mình dẫn lên từ khóa chìa cho các bạn được ha. Hiện tại thì cửa hàng của Lành đang ở số 359 của phố Phú Nghị, Hòa Lợi, Bến Cát, Bình Dương nha. Các bạn có liên hệ trước với mình có hỗ trợ chi phí xăng xe đi lại cho các bạn từ xa và combo quà tặng 1.500.000. Các bạn tới cửa hàng thì cứ nhắn trước cho mình để mình đăng ký cái voucher giảm giá cho các bạn ha. Zalo của Lành là ở bên dưới 0855 22045. Các bạn bình luận bên dưới cũng như là cần tư vấn gấp thì cứ alo cho Lành để Lành báo giá và tư vấn cho các bạn, chỉ đường các bạn tới cửa hàng ha. Và bên mình có hỗ trợ qua thẻ tín dụng đó nha các bạn. Các bạn có dùng thẻ tín dụng hoặc là dùng thẻ ATM không tiện đi rút tiền ở ngoài cây hoặc là ngân hàng thì cứ mang tới cửa hàng mình hỗ trợ hết ha. Và bên mình có chuyển khoản nữa nha. Các bạn cần tư vấn cứ nhắc vào Zalo của mình để mình tư vấn và hỗ trợ báo giá cho các bạn. Và cảm ơn các bạn cũng đã xem hết video của Lành ngày hôm nay. Ví dụ như các bạn có cần tư vấn thì nhắc vào Zalo của mình để mình hỗ trợ tư vấn và cũng như báo giá cho các bạn. Cần ra những video mới thì cứ bình luận bên dưới cho mình ha. Nếu như mà các bạn yêu thích mình nhiều nữa thì cứ cho mình xin một like hoặc một đăng ký kênh để ủng hộ cho mình, để mình ra những video mới cho các bạn xem á.